Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Ko Yong-gu, một thanh niên trẻ tại Hàn Quốc, kiếm được 620.000 won mỗi tháng, tương đương khoảng 12 triệu đồng tiền Việt. Nhưng anh còn sở hữu 4 chiếc thẻ tín dụng và chúng cho anh tổng hạn mức gấp 60 lần số lương anh nhận được. Choáng ngợp bởi khoản tiền trên trời rơi xuống, Ko dành ra hẳn 18 tháng chỉ để tiêu xài. Anh làm một chuyến du lịch sang chảnh tới đảo Jeju, vung tiền mua sắm vào những thứ phù phiếm như giày dép hay máy quay phim. Anh đã chia sẻ, tôi đã nghĩ kiểu hãy để năm nay trở nên thật sung túc. Và anh còn cho biết, việc tiêu pha như vậy khiến tôi cũng không thoải mái nhưng thật khó để dừng lại. Rốt cục thì thanh niên sắp 30 tiêu sạch hạn mức và mang trên vai khoản nợ 87 triệu won, khoảng 1,66 tỷ đồng. Và chẳng biết làm cách nào để trả. Suốt một năm trời, ngày nào chủ nợ cũng tới nhà anh gõ cửa. Khi gia đình biết chuyện vào năm 2016, tôi đã nghĩ mình chẳng nên sống nữa vì quá hổ thẹn, anh tâm sự. Thực tế thì vì quá tuyệt vọng, Ko Yong-gu đã 3 lần tự sát, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, thậm chí là pha thuốc độc vào rượu, nhưng tất cả đều không thành công. Anh Ko tự sát bất thành, nhưng không phải ai cũng giống vậy. Trong giai đoạn 2014 đến 2018, có hơn 800 người có ý định chấm dứt cuộc đời bằng cách gieo mình từ cây cầu Mapu của thủ đô Seoul. Nơi đây còn được gọi là cây cầu tự sát, là một trong những điểm nóng có nhiều người tự sát nhất trong những năm vừa qua. Và lý do phổ biến nhất đằng sau hành động này chỉ có hai chữ, nợ nần. Một câu chuyện khác đến từ Hoàng Tê Hồ, 28 tuổi. Anh là một nhạc sĩ đầy tham vọng, từng làm phục vụ tại một club tại khu vực Đại học Hồng Y. Anh sống trong một go-si-won, kiểu phòng siêu nhỏ, từng là khu trọ cho các sinh viên ôn thi, rộng chỉ khoảng 3m². Hoàng không thể thuê được một căn hộ thông thường vì không có đủ tiền đặt cọc. Anh chia sẻ, tôi giao bưu kiện, làm việc 2 ngày trên một tuần tại một quán cà phê và chỉ đủ trả tiền thuê nhà và tiền ăn. Nhiều người nước ngoài nghĩ không gian sống như trong phim Ký sinh trùng hay Squid Game là hiếm, song thực tế rất nhiều người như tôi đang sống ở những nơi như thế này. Không ai muốn sống trong một go-si-won cả, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Khoảng 1/5 số người sống một mình ở Seoul sống trong các không gian nhỏ hơn 14m². Trong một nghiên cứu của Seoul Institute cũng ước tính 1/3 số người sống một mình đang ở trong các căn hộ bán tầng hầm hoặc các căn nhà siêu nhỏ kiểu go-si-won. Hoàng cũng đang nợ nần chồng chất khoảng 8.000 đô tiền nợ thẻ tín dụng, tương đương với khoảng gần 200 triệu tiền Việt Nam, và thậm chí còn khó khăn trong việc thanh toán số tiền tối thiểu hàng tháng. Ngay cả đối với những người trẻ có tình hình tài chính tốt hơn một chút, nhưng giá bất động sản leo thang cũng khiến họ khó lòng mua nổi một căn nhà. Để bắt đầu mua một ngôi nhà trung bình ở Seoul hiện nay cũng cần có ít nhất 1 triệu đô, tương đương với khoảng gần 25 tỷ đồng tiền Việt. Một thế hệ trẻ, một thế hệ năng động tại Hàn Quốc đang chật vật với những chi phí sống và những khoản vay mà không biết khi nào mới chi trả xong hoặc liệu họ có thể chi trả được hết không cũng là một câu hỏi bỏ ngỏ. Từ câu chuyện của hai thanh niên Hàn Quốc trên, chúng ta thấy có hai vấn đề đáng suy ngẫm. Thứ nhất là một vấn đề mang tính chủ quan, đó là khả năng quản lý tài chính yếu kém của một bộ phận người trẻ Hàn Quốc. Họ mặc sức ăn tiêu, chiều chuộng cho những sở thích cá nhân mà không dựa trên tình hình tài chính thực tế của mình. Hoặc là họ không ý thức được, hoặc là dù biết nhưng nghị lực yếu kém, không cưỡng lại được trước những cám dỗ trong tiêu dùng. Thứ hai là một vấn đề mang tính khách quan, đó là sự tăng giá khủng khiếp của các chi phí sinh hoạt và đặc biệt là những tài sản khan hiếm như là đất. Chúng như bóp nghẹt cuộc sống của những người có thu nhập thấp. Đây là hệ quả của một quá trình kinh tế phát triển mạnh mẽ khiến cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Người giàu thì ngày càng giàu và người nghèo thì ngày càng nghèo.
Từ những vấn đề tại Hàn Quốc, AZFIN sẽ phân tích và đưa ra 3 giải pháp trong quản lý tài chính dành cho người Việt Nam. Giải pháp thứ nhất, đó là hãy biết đầu tư vào những tài sản khan hiếm sớm. Giá tài sản luôn tăng nhanh hơn đáng kể so với mức thu nhập bình quân. Thông thường, tài sản tốt luôn có tính khan hiếm, nhưng ngược lại, tiền được in ra nhiều hơn mức gia tăng tài sản mới. Điều này khiến cho tài sản ngày càng có giá, còn tiền thì ngày càng mất giá, được thể hiện qua mức lạm phát hàng năm. Tiền lương cũng được tính để tăng theo mức lạm phát, nhưng những tài sản tốt hoặc có tính khan hiếm thường sẽ tăng nhanh hơn mức trung bình chung này. Người Hàn Quốc, người Việt Nam hay như nhiều người dân các nước châu Á khác đều thích sở hữu đất nói riêng và bất động sản nói chung. Chính vì vậy, mức giá đất và giá nhà cũng tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng lương của người lao động. Tại Hàn Quốc, người trẻ muốn mua được một ngôi nhà mất đến 99 năm, tức là mua nhà xong và cả đời trả nợ. Câu chuyện tương tự diễn ra với giá đất tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của AZFIN, giai đoạn từ 2000 đến 2005, một mảnh đất có diện tích từ 100 đến 200 mét vuông có giá gấp khoảng 10 lần lương công chức. Sang giai đoạn năm 2012 đến năm 2014, giá chung cư tại Hà Nội đã gấp 100 tới 150 lần mức lương. Và sang đến năm 2020 đến năm 2022, tại Hà Nội, một căn chung cư bình dân cũng đã gấp đến 200 đến 300 lần so với mức lương tháng của công chức. Quy sang năm là mất khoảng 20 năm mới có thể mua được một căn nhà. Và nếu nhìn sang Hàn Quốc, nếu việc hiểu biết về tài chính không được cải thiện, Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào thời kỳ tương tự như trên, đến 99 năm tiết kiệm mới có thể mua được nhà. Giải pháp thứ hai đó là cần trang bị kiến thức và biết cách quản lý tiết kiệm chi tiêu. Quản lý chi tiêu, tiết kiệm hợp lý chính là bước quan trọng hàng đầu để có một sức khỏe tài chính tốt. Trong quá trình gặp gỡ và tư vấn khách hàng tại AZFIN, chúng tôi cũng nhận ra một sai lầm phổ biến trong vấn đề quản lý tài chính mà đa phần người Việt Nam mắc phải. Cũng tương tự như câu chuyện Hàn Quốc, đó là chi tiêu trước, tiết kiệm sau. Và kết cục thì không có khoản tiết kiệm nào còn lại cả, mà chỉ có khoản nợ vì chi tiêu vượt quá thu nhập. Chúng tôi cũng từng gặp những anh chị thậm chí còn có mức lương rất cao so với mặt bằng thu nhập chung của xã hội, mức thu nhập từ 50 đến 70 triệu so với mức lương công chức viên chức từ 5 đến 10 triệu hay mức lương văn phòng từ 10 đến 15 triệu. Nhưng thực tế, họ tiêu dùng khá nhiều. Hầu hết trong tài khoản tiết kiệm cũng chỉ có khoảng 70 đến 100 triệu, tương ứng là 1 đến 2 tháng lương của họ mà thôi. Vậy nên dường như kiểm soát chi tiêu là vấn đề muôn thuở của tất cả mọi người chứ không riêng ai cả. Giải pháp thứ ba, đó là thực hiện tích sản đầu tư càng sớm càng tốt. Chúng ta đang sinh sống trong một xã hội hiện đại và có nhiều may mắn hơn so với các thế hệ trước. Đó chính là sự đa dạng cho các kênh đầu tư. Đồng thời, các kênh tài sản này cũng có mức đầu tư từ số tiền nhỏ thay vì số tiền lớn ngay như bất động sản. Các kênh hiện đại có thể kể đến như là cổ phiếu, trái phiếu hay là tiền số. Bước đầu tư thường được thực hiện tốt nếu như bước tiết kiệm chi tiêu được thực hiện đúng cách. Câu chuyện về những người trẻ Hàn Quốc phía trên, họ đều bị cám dỗ trong bước tiêu dùng nên cũng không còn nguồn lực cho đầu tư, dẫn đến họ vừa cứ mãi luẩn quẩn trong việc kiếm tiền, tiêu tiền, vay nợ và trả nợ, vừa không thể gia tăng tài sản. Rõ ràng, tiền của họ đã dần bị mất giá trước lạm phát, nhưng họ lực bất tòng tâm vì kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân và trả nợ đã quá mệt mỏi chứ chưa nói đến là gia tăng tài sản. Nếu anh chị muốn bảo vệ đồng tiền trước lạm phát thì một giải pháp khác ngoài đầu tư bất động sản là đầu tư vào những doanh nghiệp tốt hàng đầu, tức là đầu tư vào cổ phiếu thông qua hình thức tích sản. Cổ phiếu cũng là một dạng giúp cho nhà đầu tư bảo vệ được sức mua trước lạm phát, vậy nên giá trị đồng tiền của anh chị sẽ không bị cướp đi. Trong trường hợp của xã hội Việt Nam chúng ta, nếu chỉ thuần để tiền trong ngân hàng thì giá trị bị tăng trưởng kém hơn đáng kể so với giá tài sản. Anh chị có thể tham khảo các bài báo kể về việc có những gia đình gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với giá trị lúc gửi vào tương đương với một căn hộ tại Hà Nội thì sau 30 năm rút ra, giá trị chỉ còn tương đương 3 bát phở. Vậy nên, nếu không đầu tư tích sản từ sớm, chắc chắn tiền của anh chị không bao giờ đuổi kịp được sức tăng của giá tài sản. AZFIN là nơi đầu tiên thành lập nên cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính và đã hiện có gần 6.000 thành viên tham gia thực hiện kỷ luật tích sản với sự đồng hành của đội ngũ chuyên môn AZFIN để xây dựng tài sản tài chính bền vững trong dài hạn. Cho anh chị nào có quan tâm, chúng tôi có để link cộng đồng trong phần mô tả. Anh chị và các bạn thân mến, để có một sức khỏe tài chính tốt
và xa hơn là xây dựng tài chính thịnh vượng, là cả một quá trình cần nhiều sự nỗ lực từ những việc kỷ luật trong tiêu dùng đến sự khôn ngoan trong đầu tư. Do vậy, nếu ai chưa thực hiện được thì hãy làm ngay từ ngày hôm nay. Nếu ai đã làm tốt thì hãy giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp nối để các bạn trẻ có cơ hội được chuẩn bị càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.